Em đứng ở dưới học lĩnh nè chị. Em đứng ngay cổng bảo vệ á, ngay ngoài mặt ngoài đường Trung Sơn á. 5 minutes later. Em đi lên mắt 2 đúng không? Rồi, chạy 2 app luôn hả? 2 app là sao? Em đặt bi mở đúng không? Đúng rồi, nhưng mà em thấy hình có cái hãng luôn. À đây á. Sao biết là chạy 2 app hay vậy? Thì đó, thì mới thấy đó. Ủa? Bình thường mấy bạn đâu để ý mấy này đâu ta? Chắc em đi xe ôm nhiều đó đúng không? Quá trời dữ rồi nha, quá trời tinh tế rồi. Đúng quá tinh tế luôn. Không mà nhiều bạn không để ý như em đâu. Em hay đi sơ lắm hả? Không. Chứ em đi hay đi bi hay đi gì? Em đi tập trung hết. Dạ hả? Đi xe máy được. Đi xe của em á? Ừ. À. Uống chưa? Có uống chưa? Anh qua cho mấy chú thổi một cái. Ủa bắt rồi em ngồi sao mà. Ủa đâu. Bữa nay có luật mới rồi. Luật gì vậy trời? Tụi em nhậu là đâu được đi xe ôm này nữa đâu, phải đi bún bánh mới được. Vậy hả? Ờ. Bắt này đi bún bánh. Xui. Chứ giờ đi này cũng bị bắt đấy. Ờ, tại kiểu nhậu xỉn ngồi không vững là té á. Nãy qua đây em cũng bắt bi luôn hả? Ờ, đi chơi với nhậu, có nhà bạn. Nay chủ nhật mà về sớm á. Trời ơi, chị là sáng rồi. Không có anh chơi, đã hiền á. Em phải người Sài Gòn không? Không phải. Dạ hả? Chứ em ở đâu vậy? Ở miền Tây. Hỏi vậy thôi chứ anh biết em miền Tây mà. Vậy hả? Nghe giọng đó. Đúng rồi, nghe giọng cái là nghe mùi đường rồi. Mùi đường hỏi gì? Ai còn chơi nói chuyện ngọt hả? À. Ờ, mà sao người miền Tây người ta nói chuyện ngọt á? Ờ, tại chắc uống nước. Người ta dễ nói là chuyện người ta thoải mái á. Dạ hả? Tại uống nước dừa nhiều đúng không? À. Uống nước dừa ăn kẹo dừa nhiều đúng không? Đâu uống nước dừa chứ ăn kẹo dừa đâu, mà đâu phải Bến Tre đâu. Em miền Tây là ở đâu? Ờ, Gạch Giá, Kiên Giang. À, Gạch Giá, Kiên Giang là tôm đúng không? Hả? Tôm đúng không? Đặc sản là tôm đúng không? À. Đặc sản hả? À, 22 là sinh năm 2001 hả? Ờ, anh sinh năm bao nhiêu? Anh hả? À. Em đoán thử. Anh biết. Anh là anh sinh năm 2002. Anh gì? Alo. Alo. Alo, anh sinh năm 2002 hả? Anh trẻ hả? Trẻ hả? Đùa. Anh không thân à. Anh đùa. Anh đùa. Ủa em tin thiệt hả? Anh tin thiệt á. Nãy em mới đi thằng kia 2 cơ 3. Thế à? Ôi giời ơi. Má kêu em ngọt sốt à. Thế hả? Rồi lát cuối cùng là hớ đúng không? Ờ. Hớ là phải kêu chị lại hả? Ờ. À, nhưng mà em thích làm chị hay làm em? Làm em. Đúng rồi, phải làm em đi chứ. Đúng. Trời ơi. Hồi bữa đó bé kia đó sinh năm 2000 mà nó xin chị với anh từ đầu tới đuôi luôn á. Trời, nó thích làm lớn á. Ờ, nhưng mà em có phải lọ lem không? Không. Thì sao lại đi chơi về nhà trước 12 giờ này? Trời ơi, sao sao anh chơi trước 12 giờ mà cũng nói vậy? Thì tại chỉ có trên đời này chỉ có lọ lem mới đi chơi trước 12 giờ thôi. Tại vì em biết sao không? Tại vì lọ lem mà đi chơi sau 12 giờ là quần áo biến mất. Nó cho hay cho em không có quần áo nữa. Dễ hả? Cho Vi để về nhà đúng không? Giờ mình thường anh chạy tới mấy giờ? Chạy tới 4 giờ anh về. 3 giờ. Anh chạy đêm mà. Đêm có được nhiều không? Hả? Ý là đêm người ta có đi nhiều không? À, đêm đi ít lắm nhưng mà... Đỡ nắng, đỡ kẹt xe. Đúng rồi, đỡ nắng, đỡ kẹt xe. Đúng là tinh tế, em đúng tinh tế đúng luôn. Đúng rồi, cái gì? Mà. Cái gì em cũng biết cái gì hả? Trời ơi, cái nghề của anh rồi, cái gì em cũng biết. Đúng vậy. Em biết một người là hiểu rộng đúng không? Yeah. Học cao hiểu rộng đúng không? Tinh tế. Đấy. Trời ơi, cái chữ tinh tế đó phải lên nào. Phụ nữ nhạy bén tinh tế hả? Nhạy bén. Phụ nữ của gia đình là đây chứ đâu? Không, 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 không gia đình. Không gia đình hả? Phụ nữ của xã hội. Phụ nữ của quan hệ công chúng đúng không? Đúng rồi, chứ mà giờ phụ nữ gia đình là ở nhà nấu cơm. Đó, lại nữa rồi. Sợ lắm. Sợ ở nhà lắm rồi. Không lấy chồng. Ờ kìa. Rồi lấy chồng ở nhà giặt đồ rửa chén nấu cơm rồi sao? Giờ giặt đồ có mấy giặt giặt, rửa chén có mấy rửa rửa. Ok. Nấu cơm có mấy nấu cơm luôn. Em mấy làm gì đây? Cái máy nấu cơm em bấm vô em cắm cơm. Nhưng mà phải nấu đồ ăn chợ. Đồ ăn đồ chợ có ưu xin làm luôn. Ok. Nói vậy phải lấy chồng giàu. Dễ hả? Ừ. Cần gì giàu? Trời ơi. Em nói vậy thôi sao anh còn có hy vọng nữa? Chẳng hy vọng gì là có hy vọng luôn đó hả? Anh đang có tí hy vọng mà em nói vậy cái với anh không dám hy vọng nữa. Sao mà anh sao mà sao là hơn em 4 tuổi? À, hơn em 5 tuổi. 5 tuổi hả? À. Em 22.
thì em chứ em hay ngoài 5 tuổi đấy lỗi. Em sao ý lỗi thực tế là mà cái tên con sáng sáng rồi em hơi ngu dễ hả không sao một nhà không cần có hai người giỏi toán đâu mà vậy hả hồi xưa anh học với A mà yên tâm đi học dễ hả trời ơi mình lại hợp nhau nữa rồi anh hồi xưa là toán lý hóa với toán hóa sinh á trời ơi vậy mà rớt thi rớt đại học cười học quá chứ học luôn giờ chạy xe ôm này á trời em thấy là ai mà xin xin chạy này giàu vãi vậy hả giàu hả à. Trời ơi giàu chỗ nào giàu mà anh phải xiên cơ xiên á à thế là chạy hoài luôn chạy hoài đã không cần nghỉ là ngủ trên xe luôn đúng không à. Trời ơi chết chạy vậy sức đâu nữa mà ấy ấy gì mà làm việc khác nữa ông lấy khác nữa ông lấy cắm đầu đi làm hoài mình phải tận hưởng cuộc sống này nữa chứ em à vậy hả ở đây hả rồi cảm ơn em nhé alo anh đứng ở Lê Mắc Ba hả anh anh xuống cho em tới anh hả alo em tới rồi nè chị ơi ok ok về Âu Dương Lâm đúng không ạ đây rồi gần đây luôn à trời, tưởng đâu đi xa xa tí chứ đợi em nãy giờ 2 tiếng rồi gì? Anh đợi em nãy giờ 2 tiếng rồi nói gì trời mới lắm lên máy xuống luôn á không ý là đợi cái cuốc này nè hả chứ anh đợi cái cuốc này nè à vậy hả chứ bữa nay ít lắm đúng không đúng rồi này ế quá đợi hai tiếng làm gì đúng ủa vậy hả ế đều luôn hả là giờ em về rồi hả hả giờ em về rồi hả tại mai em thức sớm mới được đúng rồi ai cũng ế hết trơn dự đoán là năm 2024 là thất nghiệp nhiều lắm á cuối năm nay là cũng thất nghiệp nhiều á đói hả đi ăn không thời gian vừa bị già mà bây giờ không kiếm tiền được hồi xưa lúc mà thời điểm kiếm tiền được thì không có kiếm tiền tới lúc mà già rồi sắp hết kiếm tiền được rồi đó thì nó bắt đầu bị già em 24 chưa mà em kêu em già rồi em 27 rồi 27 rồi hả sao nhìn xì tím vậy con em 6 tuổi rồi trời đất ơi nãy giờ em hỏi em ra em tưởng là anh em 20 22 chứ 27 rồi vậy hả? Ừ. Còn bây giờ hả? Đi làm một tháng trời có không? Muốn về quê thăm con một ngày hai ngày phải suy nghĩ. À hả? Không ai thắng nổi thời gian đúng không? Đúng rồi. Nhất là phụ nữ. Phụ nữ. Phụ nữ thời gian nó trôi qua khắc nghiệt lắm. Nhưng mà nó mà chấp nhận trôi qua rồi đó mình không có cách nào mà chấp nhận xuống lại được. Dạ. Nhưng mà chồng em đâu sao không hỗ trợ em? Chồng em không? À em bé mấy tuổi rồi mà sao ấy vậy? 6, gần 7 tuổi rồi. Gần 7 tuổi. Ủa. Thế có chu cấp cho em không? Không. Chu cấp cho con chứ. Em tự làm cho con. Rồi kìa. Là em không thích hả? Em không thích. Thích mà chồng em không chu cấp. Không chu cấp luôn. Đâu có ai không thích đó. Đúng không? Đâu ai không thích cái điều đó đâu. Tại vì không chu cấp thì phải chấp nhận thôi. Chán thế đàn ông thế này. Bên phải hay bên trái vậy? Đây à. Cô em
24.000. Rồi, cảm ơn em nhé. Trời ơi, chở được em gái cũng dễ thương, nói chuyện quá trời mà đi gần quá anh em ơi. Từ khu dân cư Trung Sơn qua Âu Dương Lân có cây rưỡi, chưa tới cây rưỡi nữa, đi có một xíu à. Gần sạch vậy cho nên là tôi đâu thể nào mà dễ được. Đâu thể nào mà dễ vòng đi xa được. Dễ là em biết. Cho nên là phải đi đúng đường, khổ thế cơ chứ. Thôi qua lại Trung Sơn đứng nha anh em. Em về là Văn Bình đúng không? Nóc ngon kìa. Nóc ngon lắm. Vô ăn hết đi. Cái bài. Nóc ngon lắm hả? Cho anh miếng đây. Chạy tối buồn ngủ quá, ăn gió chua chua ấy. Hết rồi. Chị em hả? Bạn á? Không phải là chị. Rồi con. Alo. Alo. Em tới 28 rồi nè chị ơi. 5 minutes later. Về Nguyễn Đình Chiểu đúng không? Nhanh hả? Giờ về đâu mà còn gấp nữa hả? Ý là giờ em về mà cũng gấp nữa hả? Giờ này chạy nhanh quá nó lạnh. Không, ý anh nói anh lạnh. Đây hả? Đúng không? Đúng rồi, đây nè. Đúng không? Đúng địa chỉ không? Hỏi đúng không? Đúng thì anh sửa vào chỗ khác cho. Rồi, cảm ơn em nhé.